Xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Feang. Hiện tại thì Feang đang ở bản nủa của Linh Hồ các bác. Hôm nay Feang sẽ đưa khán giả các bác đến thăm một nhân vật rất là đặc biệt trên kênh của Feang. Feang cũng đã xây nhà cho cách đây khoảng tầm hơn một năm về trước rồi. Đó là nhà chị Máy Mù. Nhà chị Máy Mù thì được ông Hy và các mạnh thường quân khác là giúp rất là nhiều. Giờ mời các bác đi vào thăm nhà của chị Máy nhé. Ông Hy là ở Hà Lam. Đấy, là một trong những vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi mà nổi tiếng với cả chuối ngự và cá kho các bác ạ. Chị Máy này thì không nhìn thấy, nhưng mà chị lại có một cái hoàn cảnh rất là éo le. Đấy, là mắt chị bị mù như thế, xong là lại có một kẻ là thực sự các bác là hơi nhẫn tâm. Đấy, là hơi vô nhân đạo một chút, là đã hãm hiếp chị ấy. Sau đó là có một em bé, bây giờ là cuộc sống chị vất vả, và cả thêm em bé nữa. Đây thì được sự trợ giúp của mẹ nữa các bác ạ. Lên nào. Chào chị nhá. Chị đang làm gì đây? Chào bà nhá. Ui ôi, lau nhà sạch thế. Đang giặt quần áo à? Lâu lắm rồi con được vào đây rồi, hôm nay cái nhà bẩn lắm à? Con chó này là của chị hay của ai đây? Của em trai, nhưng mà nhà nó dưới nhà rồi, nó không có chỗ ở, nó phải ở bên chị. Nào, tận đâu ạ? À? Nhà bên kia. Là dỡ nhà rồi á? Ờ, hỏng hết rồi, không có... Lắp sập rồi. Sắp không biết ở rồi, nó... Ngày xưa ông bà làm một cái nhà sàn bé bé đây, xong là làm gỗ tạp, xong đã gấy cái ván mình giống đi này, nó sắp rơi rồi. Thế là bây giờ rửa ra, bây giờ làm lại. Thế bây giờ ở đâu ạ? Bây giờ lại dùng một cái liều bé bé đấy. Cái lán ở trong kia cũng làm cái lán nhỏ nhỏ lấy nhỏ, ở trong kia tạm trong to bằng cái nhà chị Máy đợt trước không ạ? Cái lán á. Chắc là to cái bằng đấy. Ở tạm kia. Cái hai vợ chồng Thiện đấy á? Không, vợ chồng em trai đấy, Trường ấy. Thế con cún bé đi học mẫu giáo à? Vâng, đi học 4 tuổi. 4 tuổi. À. Đi buổi sáng đi làm buổi tối về à chị? Buổi vâng, chiều 4:15 về. Đi đón về cho ông, chị không biết đưa đón thì phải cho ông đưa đón. Đấy, chị là không nhìn thấy các bác. Thi thoảng là mẹ sang là phải giúp một tí. Thế lợn bán chưa? Bán rồi, nhà em trai dứa nhà trong không có chỗ để nhà con lợn nhà em trai, xong là phải bán mới có chỗ để. Con lợn này là một bác giấu tên, bác là người thường xuyên giúp kênh của Feang. Feang cũng mong muốn là gọi điện lại cho bác, bởi vì gọi cho bác không được, mong là bác liên hệ lại cho Feang. Feang cũng đang có muốn nói chuyện với bác một chút về muốn gặp bác đây nè. Bác nếu mà bác có xem được video của Feang thì rất là mong bác gọi lại cho Feang. Feang gọi lại thì một người khác nghe máy. Chị không giặt buổi sáng sớm, bây giờ giặt chết lắng nè. Ô, thôi đi. Sáng này trông cháu cho em dâu nó đi làm, xong em dâu bị đón đi rồi mới đang trông cháu luôn à? Đấy, đây các bác. Đấy, vườn rau này cũng được bà ngoại, chính là mẹ là trồng cho. Ui dồi ôi, tưới nước phân. Có nghĩa là bà tưới phân cho à? Ừ. Đây. À. Chào chú nhá. Ồ, chào nhá. Đi đâu về đây? Dạ. Hả? Chú đi đâu về đây? Đi kia về. Đi bên kia về à? Vâng. Ăn ăn cơm chưa ạ? Ăn rồi. À. Bố ăn rồi nhưng mà chị sẽ ăn. À thế à? Đây. Đây có gì đây? À, vâng, em mang cho cái quà cho. Đây là em trai chị Máy à? Hay là anh em kiểu gì? Không, em ơi. Em họ à? Không phải họ đâu. Thế là anh em kiểu gì? Khách, khách đến nhà chơi à? Vâng. Đấy các bác, đây là ngôi nhà các nhà hảo tâm trên kênh của Feang Feang. Làm nhà ngày 10 tháng 1 năm 2023, năm 2024 là cũng gần được 1 năm rồi. Nhà này thì làm kiên cố, chắc đấy, đổ dầm. Ở trên này nữa cơ. Đấy. Cái này mà có tiền là đổ hiên tây nữa. Nhưng mà sao bà lau kiểu gì vẫn ướt này? Ô chị Máy chắc phải đi vào thì không chết lắng. Ừ.
Thế à? Đấy. Đi theo hướng này. Cái hai con, ba con lợn bác giấu tên cho kia thì chị bán rồi, mỗi con được 60 cân. Ây à, ba con. Vâng. Thế là ba con mỗi con 60 cân. Vâng. Thế là bán được bao nhiêu tiền ạ? Được 12 triệu. 12 triệu, đợt đi mua giống là hết mấy triệu nhỉ? 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu 450.000, nhưng mà bác thường bác cho giá này 50.000. À, thương hẳn cho mình hẳn 50.000 luôn. Vâng. Đấy. Thế là nãy hẳn 10 triệu. Ây da, thế là cũng ác ấy chứ nhỉ? Không được đâu, được 9 triệu mấy thôi, nhưng mà còn tiền cám nữa. Ồ, thế là được rồi. Còn tiền cám mất đi mấy triệu nữa. Bán cái gì ạ? À? Bán gì anh? Ờ, thế à? Thế núa này là của nhà... Nhà em trai kia với lại nhà em gái nữa. Cả hai ba nhà lấy về gửi nhà chị thôi. Nhà chị bây giờ có khi bây giờ lại là rộng nhất, đẹp nhất rồi nhỉ? Vâng, trong này thì nhà hảo tâm giúp làm thì được, nhà chị nghe bảo rộng hơn các nhà kia rồi. Nhưng mà bây giờ rộng nhất của... Ông cho cháu ít điện đây nè, bật điện đâu? Đây đúng không? Bật. Cho nó sáng. Sáng. Ở đấy. Điện này ông đi. Cảm ơn nhà hảo tâm rất nhiều giúp làm được cái nhà rộng rãi cho chị. Nhưng hay, mà ai... Còn ở... chị còn nhớ ai không? Em phen mà. Đây chị chỉ phải quay đây như này. Nhưng mà ý là chị còn nhớ đứng đây, họ đứng đây có nghĩa là biết ai giúp làm không ấy? À, biết ai giúp làm á? Bác nào gửi tiền nhiều nhiều ấy? À, ông Hy. Đấy, ông Hy các bác. Ông Hy góp nhiều, giúp nhiều lắm. Ông Hy các bác. Các bác không nên phiên dịch sang tiếng Tày. Chị là người Tày đúng không? Chị là người Dao mà. À. Nhưng mà nói tiếng Tày chị vẫn biết nghe. Vẫn biết nghe. Vâng. À. Tày linh hồn thì biết nghe, nhưng mà Tày khác thì không biết nghe. Tưởng là nó cũng giống giống nhau chứ? Không giống nhau đâu, chỗ khác nó khác. Thế từ ngày chị có nhà mới đây thấy cuộc sống nó khác hơn không? Cũng khác hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn nhà hảo tâm với lại ông Hy và cả mọi người giúp làm được cái nhà cho hai mẹ con. Nhà chị được sống yên ổn, không bị nước mưa hay mưa gió gì đấy vào nhà thì chị cảm ơn rất nhiều. Dạ vâng. Thế là... vừa nãy Phen định sang nhà A Hầu người Ma, nhưng mà dùng flycam này bay nên là không thấy Hầu đâu. Cái này là Phen mang sang, cũng cầm luôn sang cho chị máy. Đây có một ít giò với cả hai cái bánh này. Đây, đây cái giò này để ăn, để lúc ăn trưa ăn tối. Vâng. Cái giò này còn phải nấu lại chứ? Không, cái này cắt ra là ăn được luôn rồi. Hoặc là nếu mà mình ví dụ như ở dưới xuôi thường thường họ cắt ra họ sốt cà chua, nhưng mà để nguyên lạnh được. Vâng. Đâu cho em đi xem qua nhà chị nào. Đây là có giấy khen của ai kia? Của bố lúc trước họ gọi đi làm bản sắc nghiên tộc làm hát kia đấy, xong là họ cho họ gửi ở nhà em trai, nhưng mà nhà em trai dưới nhà không chỗ, không có chỗ để này, lấy ra bên này dồn bên này để. Thế là như nào không? Bây giờ là về đây ở hết rồi á? Không, dồn đồ về đấy thôi, nhưng mà người vẫn đi ra bên kia ở thôi. Đến dùng được thì lại dồn đi bên kia thôi. 25 mới đổ sàn. Đổ sàn ở bên đấy à? Nhà em trai ấy. Dạ vâng. Nhà con trai của bố ấy, dỡ hết rồi. Thế là đợt này là xây hay là... Làm nhà sàn bé bé nữa. Xây cột bê tông à? Thế dự toán hết khoảng bao tiền không? Biết được chắc... Không biết được à? Làm phải to đẹp hơn cái này chứ. Bằng cái này chứ. Bằng cái này chứ. Chứ mà con phải đi vay thôi, bố mẹ con không có tiền đâu. Không có tiền, nhà chị đợt trước là làm đến 150 mấy triệu rồi đấy. Vâng. Là to nhất trong cái khu này rồi. Vâng, thì em bảo đi xem nhà. Đâu cho em đi xem là qua nhà cửa. Đây. Nếu mà ai nhà tắm, nhà vệ sinh. Thế là vẫn biết dùng nhà tắm, nhà vệ sinh này chứ? Vẫn biết dùng rồi. Ở đây, đấy, là rất là sạch sẽ, tắm rửa đây. Đến tháng 10 là được 1 năm rồi nhỉ chị nhỉ? Vâng, được 2 năm rồi. Ai giờ già, bây giờ tủ lạnh này, chất chưa? Ai giờ. Cái này là các em gái, em trai, các em nó đi làm thuê xong mới nhà góp một tí lấy một cái tủ toàn cho này rồi. Á. Đây. Không có thì chỉ có rau cải thôi. Rau này. Cái này là quả bí này.
Không có cái gì giúp con gái thì làm rau cải cho con gái nó đỡ phải đi mua ăn. Vâng. Đây, cuộc sống này thay đổi rồi rất là nhiều. Mới nhà góp một tí để cho chị lấy cái tủ thì chị không nhìn thấy đi kiếm rau gì đấy, mình lấy về từ giờ lấy đến sáng mai nó lại thối rồi, thì để đấy có tủ để nó còn ăn được cả tuần đấy. Thế là tủ này ấy, là mua mất bao nhiêu tiền à? 6,5 triệu. 6,5 triệu ạ? Thì 3-4 em với em giúp một tí. Vâng. 5 em ấy. Bà có cái này cái giò ấy bà. Bà nấu thì bà cắt ra đây. Chắc là chỉ cần thái ra thôi, không cả đấy đâu. Chị đây. Cả chị là 6 chị em nhưng mà trừ chị ra thì các em với nhà giúp một tí lấy cái này thôi. Bây giờ có mỗi tivi này không có đâu nhỉ? Vâng, tivi không có. Tivi không biết xem nhưng mà trẻ con nó xem. Vâng, không có. Có mỗi bây giờ là có mỗi tivi không có, nồi cơm điện này, tủ lạnh này, bếp ga này. Đấy là cơ bản hết rồi. Vâng. Cái nồi cơm điện lúc trước bố mẹ mua cho hỏng rồi, xong năm nay chả biết tháng 3 hay sao ấy, xong lấy hội khuyết tật thường thì bảo đi nhận quà thì nhận được 1 triệu thì chị lại mua một cái nồi cơm điện kia 650. Ê, chị là em quay đây cho bác xem. Bên này là không thấy cả bên nào cũng không thấy đâu, nhưng mà bên này nó bị lõm ra thôi. Bên này là nó bị lõm vào trong. Bên này thì là bị moi hạt mắt ra đấy. Moi hạt nhãn ra rồi à? Ừ, hạt mắt ra rồi xong nó ấy, cả hai bên cũng không nhìn thấy đâu. Làm cái gì cũng lấy tay sờ mà làm thôi. Thì đi moi cái hạt mắt ra. Cái mắt bên kia là đợt trước là vấp ngã xong là cây kê nó chọc vào mắt đúng không? Vâng, xong bị đi moi ra. Đấy. Nên nhiều bác cứ bảo là chị nhìn thấy. Không nhìn thấy đâu, mắt nếu mà nhìn thấy thì con ngã đến đâu thế rồi, không nhìn thấy cứ đi sờ đi xong rồi vấp bị cây gốc cây xong ngã chọc vào mắt. Xong cái hạt mắt nó bị vỡ rồi thì phải đi moi ra. Chị là năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? 41 tuổi rồi. 41 tuổi. Vâng. Đấy, cũng may mắn là các bác giúp làm căn nhà, đã đến làm mất phải gần 2 tháng nhỉ. Vâng. Là mới xong. Nhà thì các bác nhé. Đấy, lên thì lên gạch lát, gạch bông, gạch hoa. Đấy. Sau đó là nhà xây thì ở trên này các bác ạ, riêng cái khoản nhà tắm, nhà vệ sinh này đã là một cái công trình đổ mái trên này các bác này. Đấy. Đặt tét nước ở trên. Trên là lợp tôn lạnh. Còn đâu bếp củi này giờ không đun à? Vẫn đun mà đun nước uống, còn nấu rau thì lấy cái bếp ga kia nấu. Thế đợt này không có ông nào gọi điện nói chuyện à? Không. Có ông nào không? Không có. Nó nồi cơm điện xong để viên gạch như thế này. Đây. Mới bảo cái này hỏng rồi thì hội khuyết tật tháng 3 kia gọi cho chị đi nhận được 1 triệu tiền mặt cho người, chị lại về mua cái mới. Cái này hỏng rồi, không biết dùng rồi. Nấu cơm không chín. Thấy cái vỏ nồi cơm điện mới kìa. Vâng, mua cái đấy bị 650. 650 ạ? Vâng. 650 là bằng cái nồi của anh Đức Công Tử vừa hôm trước mua 630.000. Thế này 650 thì mua ở chợ mình, ở chợ Linh Hồ. Đấy, tính ra nuôi lợn cũng được chứ, nuôi có bao lâu nhỉ? Từ tháng 11 nuôi đến chị bán thì tháng 7 rồi. Lúc đấy chị cũng nghĩ là muốn gọi cho em nhưng mà em lại đi nhiều nơi ấy, xong không có thời gian xuống thì chị khách đến thấy vừa rồi thì chị lại bán luôn. Chị bảo đến qua Tết đi, chị lại bảo cho bố mẹ đi tìm một đàn nào nữa về nuôi. Bây giờ thì cuối năm rồi thì nó cũng hết lợn đây, hết cái loại. Bây giờ là lợn đang đắt rồi. Vâng, đến qua Tết đó. Cố nuôi một đến bây giờ thì có khi lại đắt được thêm tí nữa. Chị cũng nghĩ là lúc đấy là lợn dịch nhiều lắm, xong rồi lúc tháng 6 kia nó cắt nuổi cái gì thành hạt giống to bằng ngón tay cái, nó bị ghẻ nhiều lắm, cả ba con bị hết. Chị tay sờ thấy ghê lắm rồi chị bảo mẹ đi lấy mua thuốc về giúp mẹ bôi cho nó khỏi, rồi xong họ về thấy vừa thì chị bán, không thì chị sợ nó tái phát thì thấy ghê, chị sợ đã thấy ghê rồi. Thế là đấy là cũng được 9 triệu, hơn 9,5 triệu nhỉ. Vâng. Đấy là nhưng mà còn trừ tiền cám nữa chắc cũng được tầm 5 triệu. 5-6 triệu thế là cũng được rồi. Vâng. Thế là cũng không biết kiếm gì.
Đấy là thế thôi, giữ để mà mấy hôm nữa lại vâng chị cũng bảo đến, vâng chị cũng bảo đến qua Tết thì đi đi tìm mua ba con đến để về nuôi tiếp. Vâng ạ. Đấy thì là, nhưng mà làm sao đâu, mình mua giống đã 2 triệu bán bây giờ lãi 5 triệu. Đâu lãi cả 2 triệu 450.000, nhưng mà bác gửi lại 50.000 thì 2 triệu tư rồi. 2 triệu tư có nghĩa là trừ cả cám này cả giống đi thì mình lãi được khoảng 5 triệu đúng không? Vâng. Đấy thế là cũng được rồi. Triệu, mấy vâng. tháng? Từ tháng 11 đến tháng 7. Đấy, hôm nay là có bà nấu cơm cho. Vâng. Cháu là em là muốn chị nấu cơ. Nhiều lần trước là hai chị em nấu cái bếp bé bé này. Đấy. Vâng. Hôm nay được mẹ về giúp bón phân cho lợn cho rau rồi thì. Nhưng mà bà cháu hỏi tí, trong bà là đấy, ai bà xăm cái lông mày này hết bao tiền? Mấy môi bà đứng đấy, bà từ từ bà đứng đây. Hết bao tiền? Ăn chơi như người thủ đô này. Mấy trăm thôi. Mấy trăm bà đứng đây rồi. Hả? 300. 300. Sao bà không bảo họ xăm nó to to rồi? Xăm to không có tiền. Nhà rồi mất có nhà mặt thì lõm hết rồi, lại làm cái ông mày to to thì che hết cái mặt. Mẹ bảo tí thì các em giúp làm về bé một tí mình. Mấy, bà em gái mới em giúp 100 mà. Cái này á, bà là phải xăm nó to đẹp ra đây xăm như sợi chỉ. Chăm bé bé một tí để cho nó phù hợp với tuổi. Cái này còn cả xăm môi đấy chứ. Đùa đâu, phun môi. Đấy. Đấy. Mẹ đã bảo con làm rồi, các em bảo mẹ người ta đẹp thì cũng muốn mẹ đẹp thì cứ ép mẹ làm. Mẹ em gái mới bảo nhìn cũng thấy tuổi mẹ thật đấy, mẹ đã bảo con làm thì mình cũng còn cố ép làm, xong lúc xăm thì đau lắm thì mẹ rơi nước mắt rồi, thấy thương mẹ lắm, giống như người ta thịt lợn gì đấy. Em gái bảo chị thế. Chị có xăm môi xăm mày gì không? Không. Rồi. Chị thì vốn thế rồi, chị không trang điểm đẹp đâu. Ồ. Đẹp cũng không có ai ngắm. Đúng rồi, thôi nói chung là mình ấy thôi. Ừ, chỉ cần mình không ốm là được rồi. Còn mình mẹ thì còn biết đi ra ngoài làm việc này nọ, xong các em bảo thế mẹ họ cũng làm, thế cũng muốn cho mẹ đẹp như họ thì ép mẹ làm, mẹ cũng không dám làm cái to, không có tiền thì góp mỗi người 100 giúp làm cái bé bé thôi. Thế là con Cún là bây giờ lớn rồi nhỉ, chả lâu lắm không gặp. Vâng, trước cũng đến nó bé tí đang nằm bò. Nó bây giờ nó đứng lên cũng bằng này rồi. Đi học lớp 4 tuổi. Lớp 4 tuổi. Ừ. Đâu thế đi lên trên này ngắm nhà trên này thôi. Chị dẫn em lên. Các bác thông cảm, chị toàn quay lưng và khán giả không biết hướng nào như thế nào. Không biết hướng nào đâu. Thế là cái cửa này cũng ít mở nhỉ, cái cửa lách này. Vâng. Cái này ít mở thôi. Dạ. Đây, nhà rất là rộng rãi, thoải mái. Hiên là nếu mà đổ mái đằng trước là hiên Tây ấy. Chị ngủ ở phòng nào? Bây giờ cho ông về ở đây đưa đón cháu đi học thì cho ông ngủ phòng bên trên, còn chị ngủ phòng bên dưới. Ôi, thế ông lại ngủ trên này thế à? Vâng. Thế nhà dưới là ông không ở à? Cũng bây giờ đang dưới không có chỗ ngủ. Bé bé kia chỉ đủ hai vợ chồng ở thôi. Đồ về đây. Dạ. Thế là ông... Cái lúc nào làm xong cái kia thì ông bà cũng đi ở kia thôi. Dạ vâng. Thôi cứ ở đây để đợt này đang làm nhà. Đây là chị ở đây à? Vâng. Làm đất này có ốm không? Ngay trong này bảo đây em chẳng thóc lúa xếp quanh nhà này thành đại gia rồi. Cái này mới bảo là cả ba nhà rồi đấy, ba nhà các em đi làm thuê xong không có ai ở nhà, không yên tâm thì lấy về gửi nhà chị thôi. Nhà chị là lúc nào cũng có người ở nhà. Vâng, lúc nào cũng có chị ở nhà, chị mắt không nhìn thấy rồi không biết đi đâu thì lấy về gửi cho nhà chị còn yên tâm hơn. Không thì đi vắng nhà cũng nhà tạp nữa, sợ người ta mở cửa đi vác một bao thóc đi cũng đủ ăn một hai ngày, một hai tuần rồi. Đấy, ít người. Nhà chị bây giờ là kiên cố ấy nhà. Vâng. Chắc nhưng mà mỗi tội là mấy cái ở ngoài này là cánh cửa là chưa làm này. Đấy, như chấn, vâng. Chấn xong cửa là làm rồi, còn mỗi cánh là không làm. Như nhà chị thì nếu mà đi đâu chị đã khóa cửa nữa đó là không có ai mở được rồi, nhưng mà nhà các em chưa nhà nào được này, một cái nhà đẹp như thế này. Toàn làm cái cửa phiên kia xong là người ta chỉ đặt một tí thôi, mình nhấc đi ra đã được rồi, thì giờ không có ai ở nhà thì giờ người ta lấy đi thì lấy về gửi nhà chị thôi mà. Đấy, chị là ấy nhất rồi, đẹp nhất. Hai mẹ con là tối ngủ đây à? Vâng. Thế là bố mẹ là ngủ bên này? Mẹ thì toàn ngủ với bên nhà em trai thôi, mẹ nhưng mà bố thì về đây ngủ buổi sáng 7 giờ phải đưa Cún đi học, xong chiều 4 giờ lại phải đi đón rồi, thì bây giờ ông về ngủ đây lâu lâu thì bà về ngủ một tối. Em hỏi chút là chị có biết ai là bố của em bé đấy không? Không. Không biết à? Có biết đâu. Là họ cũng không lảng vảng quay lại đây nữa? Không.
Đã, từ lúc có biết là có em bé rồi thì họ cũng không đi lại rồi. Nhưng mà mình cũng không biết họ đâu à? Không biết đâu. Đấy nhờ, cái đấy cũng thiệt thòi cho chị nếu biết. Vâng. Nếu mà biết được thì người ta chu cấp cho chút tiền ăn, tiền học cho trẻ con đấy. Vâng, nhưng mà không biết nữa. Thế mới bảo, bố mới bảo nếu mà biết thì cho người ta giúp nuôi một ít nào. Nhưng mà chị mắt không nhìn thấy nữa. Bố mẹ cũng không ở nhà, người ta đi qua là tự dưng nó khắc có thôi thì... Tự dưng nó khắc có đâu mà, đi qua tự dưng khắc có. Chị thì cũng không biết ai đâu. Nhưng mà không biết được lúc mình có áng chừng được người cao, người béo hay người gầy không? Cũng bình thường thôi. Nhưng mà chị không biết ai đâu, người ta không nói thế, tên ra đâu mà. Họ không nói tên à? Thế... Vâng. Thế chị hôm nay là... Đấy, thế chị ra đấy đi, đi ra đây. Đấy, chị phải quay ngược đây. Như này thì các bác mới nhìn thấy. Vâng. Đây, ngồi đây. Ngồi đây nói chuyện tí. Đây. Ôi, mẹ quay đấy. Đây, quay đây. Để hỏi chuyện. Thế là cũng ấy nhờ. Vâng. Thế chị cứ kể lại cho em cái hôm đấy nó như thế nào. Chị không biết kể đâu. Không biết kể. Nhưng mà buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều, buổi tối? Buổi sáng thôi. Buổi các sáng. mẹ với bố thì đi chăn trâu, còn mẹ đi lấy củi, xong chị khác ở nhà một mình thôi. À, người ta thực ra là người ta cũng đã nhìn theo dõi mình rồi. Vâng. Đấy là tầm 8-9 giờ nhỉ. Vâng. Hỏi cái này nó hơi tế nhị tí nhưng mà để các bác hỏi nhiều. Vâng. Phải... Nhưng mà chị cũng không biết ai thật mà. Ừ. Thế từ đợt đấy là không, họ không quay lại luôn. Không. Không quay lại một tí nào luôn. Không quay lại nữa rồi. Ừ. Thế là tầm 8-9 giờ. Lúc đấy chị đang làm việc ở ngoài đấy hay đang trong nhà hay như nào? Chị đang ở nhà thôi mà. Đang ở trong nhà? Vâng. Hay là tự nhiên họ đến họ có nói chuyện gì không? Cũng có hỏi rồi bảo bố mẹ đi đâu thì chị bảo bố chăn trâu mẹ đi lấy củi. Xong là có hỏi gì nữa không? Không. Hay là họ cứ túm với mình thôi? Ừ. Ừ. Thế xong là họ cũng đi về luôn, là họ có để lại cho cái gì không? Không. Thế nhỉ? Nói chung là chắc là cũng người quanh khu này thôi. Nói chung là cũng trong khoảng xã, trong xiếc ở gần đây người ta biết được là mình là không nhìn thấy. Thứ hai là mình cũng gọi là biết được là bố mẹ, anh chị em là ở riêng ấy, nên người ta vâng. Biết được cái cơ hội, cái thời cơ người ta vào. Vâng, nhưng mà cũng không phải người trong làng là khác người giao hết thì nó nói chuyện ra thì chị cũng biết thôi, nhưng mà chị không biết người ở đâu thôi. Ừ. Đấy là thực ra là nếu mà ai mà đã chót đã lỡ rồi thì người ta đến người ta nói chuyện với mình thì mình cũng không có gọi là gì là khắt khe, nhưng mà vâng. Để cho người ta biết được là cuộc sống nó khó khăn này thì phải giúp đỡ thêm ấy. Vâng, người ta thì sợ biết người nhà biết thì vì giúp nuôi được ít nào hay ít đấy thì họ không dám nói, họ cũng không nói tiền ra đâu mà. Nhưng mà họ cũng không đến để giúp mình tí gì luôn. Không. Ừ. Nói chung là cũng thế thì cũng không được. Vâng, không biết đâu, biết ai đâu. Vâng. Chả nhẽ hôm đấy tiếp xúc gần hay không ngửi được mùi ông ấy thơm hay mùi không thơm hay như nào à? Chị không biết đâu. Hay là... Thế là xong là ông ấy cũng về luôn. Vâng. Không có nói gì. Thế chị không, lúc đấy chị cũng không kêu gọi ai à? Nhà chị ở cách nhau họ xa lắm thì dù kêu gọi cũng không ai được nghe đâu. Thế là không kêu luôn? Không kêu đâu, dù kêu họ cũng không nghe thấy. Phải cách nhau mấy trăm mét thì mình kêu cũng không có ai nghe thấy đâu. Dạ vâng. Thôi thực ra là nó cũng có gọi là cái tai nạn, cũng cái là không may. Nhưng mà nó cũng có một cái may là thôi thì mình cũng khuyết tật thì mình lại có người con. Vâng. Có một đứa con thì sau này thì là lại đặc biệt là con gái nữa. Nó sẽ hiểu thông cảm hơn cho mẹ. Vâng. Chứ là con trai thì đôi khi là nó sẽ hơi một chút gọi là tự ti và khó chấp nhận hơn chút. Nhưng con gái mình dạy nó thì mình nó sẽ hiểu hơn ấy. Chị cũng mong được đứa con này sau này lớn lên mà biết thương chị nhiều mà chăm sóc được chị thì chị rất là cảm ơn. Nhưng mà nếu mà hư mà không biết bố mẹ, không biết bố ở đâu rồi mà mẹ mất không nhìn thấy rồi còn cố nuôi được con mà còn không biết thương mẹ nữa, chị cũng không biết làm sao.
Đúng là cũng là một cái lý do chính để giúp nhà chị máy mù làm cái căn nhà nó khang trang, nó đầy đủ, nó có thể là dễ hơn với ở những chỗ khác. Đó là đầu tiên thì làm giúp cho chị căn nhà này, sau cũng là một món quà tinh thần để cho con chị. Vâng. Sau này chị già, chị lớn sau này thì con gái chị sẽ là người thừa kế lại cái ngôi nhà này. À, để cho em ý là bây giờ biết được cuộc sống mình khó khăn, mẹ khuyết tật, mẹ không có bố, muốn cái món quà động viên thôi. À, lâu lắm cũng không đến thăm chị. Vâng, à, em đứa bé kia cứ hỏi bảo lâu lắm chứ phen không xuống nhỉ. Chị cứ nói dối, nó bảo ai bảo con hư, lúc nào chú lấy kèo về con toàn đòi bắt bằng được, thì bây giờ chú phen giận chú phen không xuống rồi. Bây giờ nó lớn rồi các bác, đợt trước nó bé không biết, nhưng mà bây giờ lớn thì chắc là sẽ biết rồi. Bây giờ lớn rồi, nó nhìn trong điện thoại nó cũng nhận ra chú Phen mà, xong rồi lúc nào cũng bảo nhìn thấy chú Phen, nhớ chú Phen lắm, nhưng mà chú Phen không đến rồi, lâu lắm không đến rồi, thì chị cứ bảo tại con hư ấy, lúc nào lấy sữa lấy kẹo về con. Chú Phen vừa chưa đến nhà, vừa đặt xuống một cái con đòi bác ăn bằng được, thì vì bây giờ chú Phen giận chú Phen không xuống rồi, chị nói dối nó thế. Nói chung là cũng cảm ơn ông Hy rất là nhiều. Ông Hy đến đây một lần rồi ấy. Vâng. Nó còn bảo đấy, chú Phen lại lấy sữa đi phát cho người vùng cao rồi. À thế ạ. Hôm nay chú Phen xuống lại đi học chưa ở nhà. Vâng. Ồ, thế à? Nó thấy nhớ nhớ chú Phen ấy. Khổ thân là chú Phen mang kẹo đi cho chú khác mà không mang đến cho cháu. Nói chung là cũng đợt vừa rồi thì đi các khu vực bão lũ vùng sâu vùng xa vùng cao. Vâng. Nhưng mà nó vẫn nhớ chú Phen mà, bây giờ nếu mà nó ở nhà thì nó vẫn nhớ bảo đây là chú Phen mà. Cũng may mắn cho cái bản thân Phen Phen được đi dân ở, ở thì dân thương các bác, đi trẻ con, người già, người lớn ai cũng quý mến. Vâng. Nói chung là cũng không làm được gì giúp cho ai được nhiều, nhưng mà thế là cũng gọi là tuổi trẻ như thế là cũng không bị lãng phí rồi. Vâng, cũng giúp được thế này cũng cảm ơn nhiều lắm rồi. Dạ vâng, nên là các bác nên có những lời động viên tinh thần cho Phen Phen. Đây. Đây bà nấu cơm xong rồi, ăn cơm ở đâu bà ơi? Ăn ở đây luôn ạ. À? Đây chị ra đây ngồi chị ơi, em bê xong chưa? Vâng. Đây là nồi cơm mới đấy á. Ừ. Vừa mới mua sao nó lại cũ cũ này rồi. Mua lúc tháng 3 mà, nhưng mà à, nha. Cũ rồi. Này. Thôi không cần giải chiếu đâu bà ơi. Bà ngồi cho mát. Nhà thì có mái ấy này. Ông ơi. Vào ăn cơm ông ơi. Thôi không cần đâu bà, ngồi cho mát đi bà. Con đi đâu rồi á? Bé bà, kia bà ơi, bà ơi. Con Hy hôm nọ còn gửi cho lên trung thu cho mấy đứa, thế còn gửi lên 4-5 túi kẹo, mỗi túi khoảng 1 cân. Ông Hy là gửi xe đạp nữa cơ. Vâng, cả gửi cả xe đạp nữa. Lúc Tết kia cũng gửi kẹo với lại một bộ váy, 2 bộ váy. Dạ. Với lại một bộ quần áo cho... Nói chung là 3 đứa bé thì được cả 3 đứa luôn. Đủ bộ quần áo. Đây để cháu, tí cháu lấy cơm xong, bà cứ để cháu. Bà ngồi đi, ông đâu rồi ạ? Không biết. Chắc là đi ra ngoài xem châu hay là đi đâu á? Ông chắc vừa đi ăn cỗ về rồi. Vâng. Ăn cỗ xong là... tiện điều họ đưa về. Họ đưa về à? À thế nào, đây đây cháu, cháu tí cho ăn rau đã. Lúc nào cũng nhớ ông Hy gọi điện, thỉnh thoảng gọi điện cho ông Hy, cứ gọi cho lúc nào ông Hy lên, ông Hy bảo à. Phải có người đây bà đây. Ông tí nữa em ăn sau bà. Thiếu một cái bát. Vâng. Phải có người đi cùng ông mới đi được thôi, ông Hy bảo. Ông bây giờ ông Hy ông lớn tuổi đây của chị. Vâng. Có ai đi cùng thì ông không đi được. Cháu có ăn được hết không? Cháu bà cứ ngồi ăn cơm đi. Bà ăn cơm đi. Rồi, gặp em gấp của em đi. Đây của em đây rồi, em cứ từ từ em ăn. Lâu lắm rồi xuống đây ăn cơm với chị máy. Vâng, cơm với chị đi. Vâng, kệ cháu, vâng cháu. Vâng, kệ cháu, bà ăn đi. Cơm có nhiều mà. Vâng ạ. À, ăn cơm với cháu
Dạ vâng, tí chút em ăn ạ. Cháu mời bà nhá. Chị mời em ăn cơm nhá. Cháu mời bà ăn cơm. Mời nhá. Các bác, các anh chị ăn cơm nhá. Dạ vâng. Ngày nhà là bây giờ nó cũng không bị hỏng hóc ở đâu đâu chứ? Không bị dột giết ở đâu chứ? Không bị dột đâu. Vâng. Cảm ơn quá. Cảm ơn cháu nhiều và các nhà hảo tâm rất nhiều. Vâng. Cháu chỉ là cầu nối thôi. Có người cầu nối thì cũng không được cái nhà như chị đâu. May là chưa gãy cầu. Thì để được con thôi, là không cũng... giúp được con thì con lại một này thì bác cũng rất là buồn mà. Được cháu làm cầu nối cho các nhà hảo tâm rồi thì làm giúp được cái làm cái nhà cho cháu, cho con của bác này thì bác rất là cảm ơn. Cảm ơn cháu nhiều nhiều, cảm ơn các nhà hảo tâm nhiều lắm. Cũng là cũng mát tay các bác, là cũng từ cách đây 2-3 năm rồi cũng đi giúp được rất là nhiều quý khán giả. Các bác ấy cũng thương quý phèn, giúp được rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Đấy, cũng đã làm được nhà này, làm được rất là nhiều nhà này, làm được cầu này, làm được đường này, và làm được rất là nhiều các công trình hữu ích, đấy, công trình xã hội hóa cho bà con. Hôm nay đưa các bác đến thăm nhà chị Máy các bác ạ, để thăm lại các cái ngôi nhà, những hạng mục từ ngày làm xong rồi, cũng để cho quý khán giả các mạnh thường quân trên kênh của Phèn biết là đã làm xong nhà và cái ngôi nhà bây giờ sử dụng rất là bền đẹp. Qua đây thì Phèn xin được trân trọng cảm ơn quý khán giả các mạnh thường quân trên kênh của Phèn. Giờ video của Phèn đến đây cũng xin được kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn quý khán giả các bác đã xem kênh của Phèn. Rất là mong quý khán giả các bác ủng hộ nhiều hơn nữa cho Phèn để thời gian tới Phèn có thể đi đến nhiều bản vùng sâu vùng xa, quay chia sẻ với các bác nhiều hoàn cảnh khó khăn để giúp cho bà con nghèo có những cái ngôi nhà, có những cái cây cầu, có những cái con đường đi lại. Giờ chào các bác nha. Chào các bác nha.